Rồi, chào các bạn nha. Thì nhóm mình là nhóm tinh A, hay gọi là chuẩn đầu ra phần 1, hay gọi là tinh học văn phòng. Ai muốn gọi gì gọi. Rồi, lịch học của mình là 18 giờ đến 20 giờ 30 thứ 3 năm 7 ha. Ôi xin lỗi, thứ 2 thứ 6. Thứ 2, thứ 4, thứ 6. Được chưa? Và ngày thi dự kiến các bạn nha. Ngày thi dự kiến các bạn sẽ là 29 và 30 tháng 6 nha. Học xong thì liền đó. Đó, 29 và 30 tháng 6, 29 30 tháng 6. Rồi. Đó, còn ngày đăng ký thi thì nữa sẽ thầy thông báo sau. Đó, sẽ thông báo cho các bạn sau nha. Đó, sẽ thông báo qua Zalo hoặc là mail. Đó, hoặc là Facebook của thầy. Đó, sẽ thông báo các bạn qua thông tin của bạn. Được chưa? Để bạn biết, bạn sắp xếp thời gian các bạn đăng ký. Rồi. chuẩn đầu ra phần 1 các bạn á, thi các bạn gồm có 5 phần thi. Đó. Thì thứ nhất các bạn thi đó là trắc nghiệm nha. Đó, trắc nghiệm. Trắc nghiệm thì các bạn có 60 câu. Nó bao quát tất cả kiến thức, nó không có giới hạn kiến thức nha. Nó bao quát tất cả mọi thứ kiến thức nha. Nó bao quát mọi thứ. Được chưa? Và nó không có giới hạn. Đó, nó không có giới hạn nha. Và các yêu cầu của bạn là 5 điểm. Nè, yêu cầu của bạn là 5 điểm. Nó không có giới hạn kiến thức nha, nó không có giới hạn các bạn. Và yêu cầu bạn tối thiểu là 5 điểm. Nha. Đó. Và thời gian làm bài các bạn đó là 20 phút. 20 phút mà giải quyết 60 câu. Đó, vậy khoảng 20 giây. 20 giây cho một câu. 20 25 giây cho một câu. Đó, rất là ít. Và trong thời gian đó thì bạn phải vừa đọc câu hỏi nè, vừa suy nghĩ nè và vừa chọn đáp án đúng. Đó, ba bước mà chỉ có 20 giây. Đó, 20 25 giây. Cực kỳ nhanh. Đó. Và yêu cầu tối thiểu 5 điểm. Và tài liệu á, thì thầy sẽ có gửi qua mail cho các bạn cái tài liệu trắc nghiệm, thì nó khoảng vài ngàn câu để các bạn đọc tham khảo. Đó, thì một cái là tài liệu là khoảng 1.000 câu, 1.000 câu hơn đó, tài liệu trắc nghiệm tham khảo dạng trắc nghiệm ABC. Đó, và một cái tài liệu nữa là tài liệu AC3. Đó, để các bạn đọc tham khảo nha. Cố gắng đọc và cố gắng giùm thầy là mỗi ngày dành từ 30 cho đến 50, 30 đến 60 phút để đọc trắc nghiệm. Đọc từ bây giờ. Chứ đừng đợi tới thi các bạn mới đọc. Đó. Mỗi ngày dành từ 30 đến 60 phút để các bạn làm trắc nghiệm. Nha, cố gắng ngày nào cũng đọc, đọc ngày ít ít, đọc ngày mấy chục câu vậy đó. Đó. Được chưa? Ngày đọc 5 60 câu gì đó, được chưa? Rồi sau đó thì đọc tới IC3 ngày mười mấy 20 trang gì đó. Đó, cố gắng. Rồi, tiếp theo là thực hành, các bạn có 4 phần. Đó là phần Word. Phần Word các bạn có 2 phần thi. Thứ nhất á, các bạn đó là chỉnh sửa văn bản. Tức là người ta cho bạn cái văn bản mẫu. Bạn dựa vào cái kiến thức mình làm. Đó, bạn dựa vào kiến thức bạn làm. Đó, làm sao? Giống mẫu nhiều nhất có thể. Và phần này các bạn có khoảng 10 phút để làm. Đó, có khoảng 10 phút để làm thôi. Phần thứ hai đó là thư hoặc mục lục tự động. Phần này á, thì nó chiếm khoảng 2 điểm đến 3 điểm. 2 đến 3 điểm và các bạn có khoảng 5 phút là tối đa. Các bạn có từ 2 đến 5 phút để bạn làm. Đó, và tổng thời gian phần Word các bạn làm sao đó không biết. Không quá 15 phút. Nó tối đa. Nó tối đa các bạn là 20 phút. Nha. Tối đa là 20 phút. Các bạn nhớ nha, tối đa các bạn là 20 phút, không nhiều hơn nữa nha. Bằng nhiều hơn nữa là bằng mệt. Nó tối đa là 20 phút. Rồi. Và yêu cầu tất cả các phần thi 5 điểm trở lên. Đó, tức là Word bao gồm phần chỉnh sửa văn bản và mục lục tự động này, bạn làm sao đó bạn đủ phải 5 điểm trở lên. Đó, phần tiếp theo đó là phần PowerPoint. Đó, PowerPoint. Thì này là cơ bản giống báo cáo trên lớp. Nó cơ bản nó giống báo cáo ở lớp các bạn làm.
nó không có khác gì nhiều hết á. Được chưa? Và bạn sẽ có thời gian là 15 phút tối đa. Đó, tối đa các bạn có 15 phút để hoàn thành nó. Đó. Tối đa là 15 phút để hoàn thành và yêu cầu cũng phải 5 điểm trở lên. Rồi. Số 4 các bạn là sale. Ở sale thì các bạn có khoảng 8 dạng. Khoảng 8 dạng bài tập. Đó, có khoảng 8 dạng bài tập. Được chưa? Đó. Và yêu cầu các bạn tối đa là 25 đến 30 phút để hoàn thành đó. Có khoảng 8 dạng. 8 thì trong đó thì khoảng cho các bạn 6 8 câu luôn. Nói chung là sale học cái gì là thi cái đó luôn. Nó học cái gì thì cái đó luôn chứ nó không có giới hạn. Được rồi, nó không có rườm rà nhiều. Hầu như học cái nào là thi cái đó. Nha, các bạn lưu ý. Rồi và phần cuối cùng các bạn đó là đau khổ nhất của các bạn. Rớt nhiều nhất. Nha. Phần đau khổ nhất, rớt nhiều nhất các bạn. Đó. Được chưa? Đó là asset. Đó, và trong asset này á thì nó có 4 dạng. Thứ nhất á là tạo bảng. Tạo liên kết. Khóa chính. Tạo khóa chính đó. Rồi nhập xuất dữ liệu. Nó nhập dữ liệu, xuất dữ liệu. Rồi và thực hiện một số ràng buộc định dạng. Thì phần này á nó khoảng từ 1 đến 3 điểm. Nè. Phần này là từ 1 đến 3 điểm. Rồi, phần thứ hai á là phần query. Query nó sẽ ra các bạn là từ 3 cho đến 6 câu hỏi. Được chưa? Và có 7 dạng query. Nó ra từ 3 đến 6 câu hỏi. Được chưa? Và 7 dạng và điểm phần này dao động khoảng từ 5 cho đến 6 điểm, từ 4 đến 6 điểm. Phần cuối cùng các bạn là form hoặc là report. Nó và điểm dao động các bạn từ 2 đến 3 điểm. Được chưa? Đó. Đây. Đây là 4 dạng. Đó. Thứ nhất tạo bảng, tạo liên kết, khóa chính, thực hiện ràng buộc rồi đó là 1 đến 3 điểm. Query thì 4 đến 6 điểm. Form hoặc report. Đó là 2 đến 3 điểm. Giờ thì làm này hết và thời gian làm bài phần này theo thường các bạn nó sẽ từ 25 cho đến 35 phút. Đó, nếu như những phần trước bạn dành thời gian tốt thì phần này các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà nếu như bạn mà phần trước bạn tốn quá nhiều thời gian thì qua tới phần này các bạn coi chừng mà không đủ giờ. Và đa số các bạn đều bị cái tình trạng là gì? Không kịp giờ cái phần này hết. Đó thì các bạn lưu ý. Rồi bây giờ các bạn thấy nè, cái thời gian làm bài của mình á, được chưa? Nó tính ra trung bình ha, nó trung bình các bạn như thầy đã nói các bạn là khoảng 20 phút đó, cho mỗi phần thi. Đó, mình cố gắng bố trí thời gian á nó hợp lý. Mình cố gắng bố trí thời gian hợp lý, có những phần thí dụ như Word, PowerPoint thì dành ít thời gian chút xíu. Đó, làm nhanh chút xíu để mình dành thời gian để làm phần Excel và Access. Tại vì hai phần này các bạn sẽ rất là tốn thời gian. Và đa số các bạn rớt ở tên A đều rớt vào cái mục là bạn ở Access. Đa số nha, thầy nói đa số chứ không phải nói tất cả. Và hai nguyên nhân mà các bạn dẫn đến các bạn chưa đạt được Access, thứ nhất là bạn hết giờ. Bạn cắm cúi bạn làm những phần trước, cuối cùng Access hết giờ. Thứ hai nữa là gì? Bạn không có cái kiến thức nền. Access không có mò. Đó, dạng nào ra dạng đó. Đúng dạng, đúng quy tắc, làm ra được đáp án. Không đúng, làm hoài không được. Nha. Đó là lý do tại sao mà các bạn phải cố gắng làm bài tập. Đó,
cũng như là nhận dạng đúng dạng của nó để mình làm tránh sai. Tại vì mỗi một dạng nó có từng bước làm từng cái trường hợp đặc biệt riêng của nó, không có dạng nào giống dạng nào hết. Đó, nhiều bạn các bạn không để ý, các bạn muốn làm sao các bạn làm, nó bạn làm bạn mò đại hồi, nó mò đại hồi nó ra không có nha, sát không có chuyện đó, một là đúng, hai là sai luôn. Nó chứ không có chuyện mà mò mò hồi hên hên ra được đáp án, không có đó. Rồi, một số yêu cầu, một số yêu cầu. Thứ nhất á, là bạn nhớ xem bài trước. Nó mỗi buổi học thầy sẽ yêu cầu các bạn về nhà xem bài trước, cái bài đó nằm ở đâu. Đó, và sẽ có những cái clip để các bạn bổ trợ cho các bạn xem bài trước đó nha. Đó, để coi coi hôm sau mình học cái gì và mình xem bài trước, thì những cái xem bài trước đó tùy theo khả năng của mọi bạn tiếp thu từ 10, 20, 30% gì đó. Nhưng cố gắng hãy xem bài trước giùm thầy. Dành ra khoảng 15 20 phút thôi. 15 đến 30 phút các bạn xem bài trước thôi, chứ không có nhiều. Không có nhiều các bạn. Đó. Hoặc có những cái, những kiến thức bạn đã có sẵn rồi, bạn có thể coi lướt qua rất là nhanh. Rồi, cái thứ hai nữa là làm bài tập về nhà. Mỗi buổi sẽ có yêu cầu cái lượng bài tập về nhà cho các bạn hết nha. Mỗi buổi thầy sẽ yêu cầu cái lượng bài tập về nhà cho các bạn hết. Đó, thì làm bài tập về nhà tùy theo khả năng các bạn, thì có thể là từ 1 tiếng, 2 tiếng hoặc là nhiều hơn nữa. Đó, nhiều hơn nữa tùy theo cái lượng bài tập về nhà. Thì lần đầu làm thì có thể là gì, mình chưa quen làm nó hơi chậm, nhưng mà những lần sau đó làm lại những bài tương tự thì mình sẽ làm nhanh hơn. Đó lý do tại sao thầy sẽ cho các bạn làm tập về nhà khá là nhiều đó, để luyện cái tốc độ làm bài của mình, luyện cái tốc độ làm bài của mình đó. Được chưa? Chứ không phải muốn làm sao làm. Rồi, một cái nữa là không biết thì hỏi, hỏi đại đi, cái nào không hiểu thì cứ hỏi, hỏi trong buổi học, về nhà làm bài tập gặp gút mắt hỏi trên nhóm Zalo để cùng nhau trao đổi, coi coi biết đâu chừng cái bài tập đó mình làm đó, bạn khác cũng bị tình trạng như mình, hoặc là bạn đó là bị tình trạng nhưng bạn giải quyết được đó. Và nếu không ai giải quyết hết thì thầy sẽ là người đưa ra hướng giải quyết cho các bạn đó. Các bạn yên tâm, thì các bạn cứ hỏi thì thầy sẽ trả lời cách này không được thì thầy trả lời cách khác, để làm sao các bạn hiểu được cái vấn đề đó tốt nhất có thể. Rồi, một cái nữa là luôn luôn nhớ trong này nộp bài, làm bài tập về nhà làm phải nộp chứ không phải làm cho có, và nộp sẽ nộp bên Zalo nhóm, mỗi buổi đều phải nộp. Và nhớ giùm thầy một điều, khi nộp bài các bạn sẽ nộp cập nhật, có nghĩa là ví dụ như nè, ví dụ như hôm nay thầy cho bạn về làm 5 6 bài vợt gì đó, 8 bài vợt gì đó làm rồi bạn nộp, được chưa? Hôm sau thầy cho bó bo về nhà làm thì nộp bài á, bạn sẽ nộp luôn Word và PowerPoint, tức là nộp tất cả những bài cũ lại luôn, nén thành một file để nộp lên. Nó chứ không phải là gì, là thầy yêu cầu bữa nay về làm cái gì là chỉ nộp cái phần đó, không có nha. Với thầy yêu cầu khác chút xíu, là yêu cầu bạn nộp tất cả bài cũ luôn. Tại vì biết đâu chừng khi làm bài cũ lại, các bạn làm lại bài, các bạn làm bài cũ lại thì có những vấn đề phát sinh, thì với tài liệu của bạn đưa thì thầy sẽ dựa vào đó thầy hướng dẫn các bạn cách giải quyết nó. Nó chứ không phải là nộp lại cho vui, mà nộp lại để mục đích là nếu có trường hợp phát sinh, hoặc là những cái trường hợp mà cái đời cập nhật mới đó, thầy muốn chia sẻ các bạn thì thầy có cái tài liệu, những tài liệu cũ đó để thầy cập nhật lên cho các bạn với cái đời mới nhất, để đảm bảo cái lượng kiến thức bạn tốt nhất, đầy đủ nhất để các bạn đi thi. Nhớ là nộp luôn luôn nộp cập nhật mới, chứ không phải là chỉ nộp một file cũ đó rồi bỏ. Rồi, đó là những cái lưu ý. Rồi, đó là những cái lưu ý cũng như một số yêu cầu. Rồi bây giờ các bạn có những yêu cầu và lưu ý gì muốn chia sẻ thì các bạn nói. Rồi bây giờ thì hướng dẫn các bạn cái cài đặt dấu nha. Thì bạn vô ở đây thầy đang dùng đây là Win 10 nha. Thầy dùng đây là Win 10. Còn nếu bạn dùng Win 8, Win 7 đồ kia đó thì nó tương tự. Win 7 thì các bạn vô chữ ta đây nha, chữ ta góc bên tay trái dưới cùng nha. Có chữ ta. Còn bạn nào Win 8 thì giống như thầy, giao diện giống tựa tựa thầy. 8.1 thì bạn rơi chuột bên góc tay phải, kéo từ trên xuống, bạn kéo chừng nào có cái gương á.
Ở bên tay phải màn hình các bạn á, kéo sát vô chừng nào thấy gương nó lồi ra. Đó, bạn search vô đánh chữ Ctrl Panel. Đó, bạn search vô bạn đánh cái chữ Ctrl Panel giùm thầy. Rồi. Đó, chọn nó. Rồi sau đó bạn vô dùng thầy cái chỗ Lock and Region. Lock and Region. Rồi sau đó bạn chọn Region. Rồi ở đây bạn dùng ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng gì đó tùy bạn, tiếng Việt gì đó tùy. Rồi ở đây thầy dùng tiếng Anh nha. Rồi các bạn đây bạn chọn là External Setting, External Setting. Rồi Decimal Symbol các bạn đánh dấu phẩy giùm thầy, dấu này đánh dấu phẩy nha, dấu này dấu phẩy. Rồi this is Rubin, Rubin Symbol dấu phân cách hàng ngàn, bạn đánh đây dấu chấm, phân cách hàng ngàn bạn đánh đây dấu chấm. Rồi list master các bạn chỗ đánh đây dấu chấm phẩy, thập phân là dấu phẩy, hàng ngàn dấu chấm và đối số là chấm phẩy. Rồi sau đó bạn nhấn apply, ok đó nha. Rồi thao tác giùm thầy cái phần này vô khoảng 5 đến 7 lần trên máy tính cá nhân để bạn quen. Nhớ thập phân là dấu phẩy, hàng ngàn là dấu chấm, dấu phẩy nè, dấu chấm nè, chấm phẩy nha, dấu phẩy, dấu chấm và chấm phẩy. Thập phân là dấu phẩy, hàng ngàn dấu chấm và đối số là chấm phẩy. Rồi thao tác lại từ 5 đến 7 lần cho quen tay. Bây giờ thầy hướng dẫn các em á, là sử dụng bốn cái mail này. Thứ nhất á, là giáo trình tên A. Thì ở đây á là cái tài liệu để các bạn thực hành. Đó, thí dụ như đây, cái bài Word thì thầy sẽ gửi các bạn cái dữ liệu Word và cái đây là cái mẫu, bạn làm sao giống nó thì bạn đúng. Nhớ, với cái dữ liệu Word thầy cho thì các bạn làm sao giống thì bạn được, bạn đúng. Được chưa? Rồi. PowerPoint rồi kia cũng vậy, Excel cũng vậy. Excel thì sẽ, ở đây thầy sẽ gửi file. Đó, thì đây là những cái hàm thầy tổng hợp lại gửi cho bạn tham khảo. Đó thì còn cái dữ liệu thì thầy sẽ gửi file cho bạn riêng, file Excel. Đây còn PowerPoint. Đó, đây là những cái mẫu. Được chưa? Bạn sẽ làm. Excel cũng vậy. Đây. Đó, Excel query đồ ghé đây cho bạn. Rồi. Tài liệu trắc nghiệm nãy như thầy nói có 1.000 câu và máy tính căn bản cuộc sống thực tiễn tại trực tuyến tài liệu AC3. Đó, đọc tham khảo từ bây giờ. Rồi, dữ liệu thực hành Word tải về giải nén ra. Rồi, bài giảng tham khảo ở đây các bạn chịu khó học thuộc lòng giùm thầy cái công thức tính tuần của tháng và quý của năm. Tuần của tháng và quý của năm. Nha, tuần của tháng và quý của năm. Rồi, hướng dẫn cài đặt lại máy thì nãy thầy chỉ các bạn rồi. Mẹo Word Excel clip này các bạn là tuần thứ tư, các bạn hãy coi. Tuần thứ tư các bạn coi. Rồi bài giảng Word thì đây các bạn thấy là có hai clip. Đó, bạn muốn coi clip nào cũng được. Bài giảng Word thì đây có hai clip, bạn coi clip nào cũng được nha. Rồi, bài giảng PowerPoint. Tức là ngoài về các bạn học ở đây thì cái clip học mình quay lại thì những cái clip này là những cái clip thầy quay trước để tóm tắt cái kiến thức cơ bản nhất để các bạn có thể coi bài trước nha, để các bạn có thể coi bài trước. Làm đây. Rồi bài giảng Access thì đây khá nhiều clip nha. Bài giảng Access khá nhiều clip. Đó. Tại sao nó mới quá. Mới quá. Nên thầy có chia từng cái cho các bạn. Đây, về bảng, rồi ràng buộc, rồi form, rồi report, ẩn xít mở xít rồi. Các hàm thường dùng cho Excel thì dành cho những bạn mà muốn học thêm vững Excel hơn. Đó, những cái cơ bản bạn chưa biết thì đây các bạn có tham khảo clip này. Đó, để mình học từ từ. Rồi. Bài giải Win Word thì cái này dành cho bạn nào muốn thi ở bên trung tâm trường tự nhiên hoặc là những cái trường khác có chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản mà có thi vùng Windows. Đó thì bạn có tham khảo thêm cái clip này để biết Windows là cái gì. Vẽ biểu đồ Excel thì tham khảo cái clip này để biết vẽ sâu hơn về Excel giùm thầy. Đặt tab thì cái phần tab là cái phần mà nhiều bạn lúng túng nhất trong phần tab. Rất nhiều bạn lúng túng cái phần tab này. Đó, bạn làm không được. Thì cái clip này nó sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách đặt tab làm sao cho hợp lý, đúng nhất. Rồi, ở phía dưới là những cái bài Excel tham khảo thôi. Mình rất tham khảo. Rồi, thì coi bài trước rồi bạn coi những cái clip trong đây. Nó coi gì bài giảng Word, bài giảng PowerPoint, bài giảng Access. Được chưa? Excel rồi kìa. Coi trong đây. Bạn làm.
Đó, đó là những cái gì mà thầy muốn chia sẻ đến các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu phần word. Phần word đầu tiên á thì là chỉnh sửa văn bản. Đối với chỉnh sửa văn bản thì các bạn nhớ công việc đầu tiên mở bài word lên, bạn nhấn Ctrl A giờ. Đó. Bạn nhấn Ctrl A nha. Đó, chọn hết dữ liệu luôn giùm thầy. Rồi, sau đó các bạn vô phần layout. Layout. Các bạn chọn margin. Layout, chọn margin. Chọn column. Rồi. Coi coi người ta yêu cầu top là bao nhiêu. Nó thí dụ như top là 2 cm thì 2 cm. Bottom 2,1 cm. Left 1 inch. Right 23 mili. Đó. Thì các bạn nhớ nè, nếu là đơn vị cm, mm, đánh số, sau đó cắt ra một dấu cách, đánh chữ cm, mm. Nếu đơn vị inch thì bạn nhấn số, sau đó giống như kép liền. Được chưa? Rồi nếu người ta có yêu cầu giấy đứng, giấy ngang gì đó thì làm theo. Được chưa? Đó, có giấy đứng, giấy ngang gì đó thì bạn làm theo. Rồi. Xong rồi. Nhấn ok. Nha, nhấn ok. Rồi. Thì ở đây các bạn lưu ý nè. Ở đây cái led, cái top nè, cái top nè, cái top nè. Thì nó là cái khoảng cách từ cái đường mép vắng nè. Nó đến cái chữ đầu tiên nè. Hoặc là bạn nhìn bên tay trái nè, bạn thấy cái thước đen nè. Bạn thấy thước đen nè. Đó thì cái khoảng cách này người ta gọi là top nè. Từ trên xuống dưới nè. Rồi led thì bên trái nè, đây. Bạn nhìn thước đen bên trên nè. Đó, bạn nhìn thước đen bên trên nè. Đây từ này nè, từ mép giấy nè đến cái nét đầu tiên. Nét chữ đầu tiên. Đó, người ta gọi đây là led. Còn right thì bên phải. Qua. Còn nếu là bottom thì ở dưới lên. Đây. Ở dưới nè. Đây này. Khoảng cách này người ta gọi là bottom. Đó, thì chú ý nha. Rồi dưới đứng dưới ngang. Dạ. Rồi, đó là thứ nhất bạn phải làm. Đó, hoặc là người ta yêu cầu size thì bạn cứ vô mô size cũng y chang đó, là margin nè, cũng y chang vậy đó. Nó hoặc người ta nói định dạng trang A4 thì bạn coi, coi đánh cái trang A4 nó là gì. Bạn biết kích thước nó đánh vô, nếu không để mặc định nó một inch hết. Rồi. Rồi nếu có dây đứng dây ngang thì nhớ nha, nhớ đổi nha. Dây đứng dây ngang nè. Cái thứ nhất. Cái thứ hai. Vô thấy không? Bạn đổi qua phông chữ người ta yêu cầu, thí dụ như đây là thay Roman, cỡ chữ 15. Đó, cỡ chữ 15. Nha. Người ta yêu cầu làm theo. Đó là bắt buộc. Làm đầu tiên. Nha. Người ta yêu cầu hay không yêu cầu gì không biết, nhưng mà phải nhớ. Hoặc là yêu cầu nó nằm ở cuối đời cũng vậy. Bắt buộc cái phần layout margin này phải làm đầu tiên. Được chưa? Rồi. Cái thứ hai nữa là thẻ home. Phông chữ cỡ chữ. Thứ ba nữa bạn lấy chuột phải bạn chọn paragraph. Lấy chuột phải bạn chọn paragraph. Rồi. Intersection led. Led này là gì? Cái khoảng cách từ cái chỗ giao trắng đen nè đến cái chữ đầu tiên. Đến cái chữ đầu tiên người ta gọi led. Right thì đến chữ cuối cùng. Right là đến chữ cuối cùng. Đó. Rồi này là khoảng cách dòng đầu tiên thụt vô, tất cả những dòng dưới thụt vô trừ dòng đầu tiên. Đó, mấy cái này thì người ta coi coi người ta có làm không? Có thì mình làm theo, không có thì thôi. Cái thường cái này nó sẽ nằm trong từng đoạn. Đó rồi. Chỗ này các bạn chú ý nè, before after là khoảng cách giữa đoạn văn trước và đoạn văn sau. Giờ coi người ta yêu cầu là bao nhiêu. Rồi, cái khoảng cách giữa dòng là bao nhiêu? Đọc kỹ người ta yêu cầu làm theo thôi. Ok, thì đó là những cái mà các bạn cần nên làm đầu tiên. Nó thứ nhất đó các bạn là lấy gì đây? Layout, margin, column, chỉnh lề trái, lề trên, lề dưới, lề phải. Rồi, phông chữ cỡ chữ. Rồi, lấy chuột phải, paragraph nếu có, khoảng cách dòng, khoảng cách đoạn nếu có. Ok.
Đó là những cái các bạn cần phải làm đầu tiên, nhớ phải làm đầu tiên. Đó, rồi thao tác lại 10 lần phần này giùm thầy. Ghi chú thật kỹ, thao tác lại 10 lần trên quen tay. Rồi bây giờ tiếp tục quá thì tùy thuộc vào cái đề bài người ta cho nha, tùy thuộc cái đề bài người ta cho. Có thể là các em thấy là có thể là người ta cho các bạn là gì đây? Cái quạt ạt. Đó, hoặc là người ta cho bạn vừa quạt ạt vừa chẳng hình. Đó. Hoặc là người ta vẽ một cái sáp. Đó. Hoặc là chia cột. Được chưa? Đó. Đây. Hoặc là gì? Đặt táp. Nó không biết trước được người ta sẽ cho cái gì là. Đó. Và thông thường tới đây mình sẽ làm từ trên làm xuống. Nha. Làm từ trên làm xuống. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ giả sử nhá, thầy giả sử cái đầu tiên thầy vẽ cái quạt ạt. Đó, thì nếu như là quạt ạt thì thông thường thầy sẽ enter xuống 1 đến 2 dòng. Đó, enter xuống 1 đến 2 dòng. Để làm gì? Tại vì các bạn thấy quạt ạt nó sẽ tăng cái cỡ chữ lên rất nhiều lần. Nó nhiều lần. Đó thì giờ thay vì cái chữ bằng 15 thì nó có thể lên tới 60. 40, 60. Nó tăng mấy lần. Được chưa? Nên kích cỡ nó tăng lên thì mình cần một cái khoảng trống để cho nó đủ chỗ nó trình chiếu. Nó cho nó hiển thị. Đó, và đó là lý do tại sao thầy lại enter xuống 1 2 dòng. Còn nếu như thầy vẽ cái gì? Cái sáp. Thì cũng gì? Nó cần một khoảng trống. Đó, thì đó là lý do tại sao thầy vẽ nó. Này. Ví dụ thầy vẽ một cái sáp này. Đó, insert nhé, các bạn vô sáp nè, bạn chọn cái biểu tượng sáp đó mà vẽ thôi. Rồi. Đây. Đó, để viết chữ trong này thì bạn click chuột phải, bạn chọn Attack. Đó, thí dụ như là tinh hồng. Thầy viết chữ tinh hồng. Rồi, bây giờ chữ tinh hồng này thầy muốn là word art, thì vô Insert. Thầy chọn word art. Đó. Nhảy cho bạn. Đó. Rồi, cái này dư thì bỏ đi. Rồi, đây là cái word art tinh hồng. Rồi, chỗ word art này thì khi các bạn có word art, thì bạn sẽ có gì? Cái format. Được chưa? Đó, cái format. Thì ở bên đây các bạn chú ý giùm thầy hai chỗ. Một là cái sub size, thứ hai là word size. Cái sub size này là gì? Nó chỉnh cái khung ngoài. Bạn chú ý 6 cái chấm trắng nhỏ nhỏ xung quanh cái chữ tinh hồng. Đó, 6 chấm tròn trắng. Đó thì đó là gì? Nó thể hiện là gì? Bốn cái cạnh. Được chưa? Bốn cái cạnh. Đó thì bây giờ muốn đổi màu nền. Đó thì đây. Đây là màu nền nè. Đó, bạn vô sub field. Màu viền. Sub outline. Đó, độ bóng nghệ thuật, độ mờ gì đó, 3D gì đó thì đây, bạn vô đây. Đó, và cái phần sub size này nó là chỉnh cái khung ở ngoài. Khung ở ngoài. Còn muốn chỉnh cái gì trong cái chữ tinh học không thì bạn vô cái quạt size. Đó đây. Màu chữ. Đường viền. Độ bóng 3D hoặc chữ nghệ thuật. Đó, rồi giả sử bạn muốn bỏ cái khung ngoài thì bỏ màu nền. Bỏ đường viền. Đó thì dáng này chữ tinh học nó còn vậy. Được chưa? Rồi, còn cái khung ngoài này cũng tương tự. Nha, cái khung ngoài này cũng tương tự nha. Đó. Qua cái trường hợp đây. Cái khung ngoài nè, bạn muốn gì đổi màu nó thì đây màu nền nè. Đó. Rồi bây giờ giả sử bạn muốn viết cho cuộn giấy này nè. Thầy đây thu gọn lại xíu nha. Rồi. Rồi bây giờ này thầy muốn viết chỗ cuộn giấy này nè. Thầy ghi đây là phần 1. Thì bạn thấy clip phải attach đâu được. Nó attach nó viết ở trong giữa, mà này viết cạnh này. Muốn viết cạnh này thì các bạn insert ra các bạn vẽ giùm thầy một cái text box. Một cái text box. Rồi, vẽ ra, bạn ghi nó, bạn ghi chữ phần 1. Rồi bạn chỉnh phông chữ, cỡ chữ gì đó tùy. Đó. Rồi in đậm luôn chẳng hạn. Đó giờ thầy xoay. Rồi. Đem mới vô. Rồi bỏ màu nền. Bỏ màu viền. Đó.
Rồi cái này khi kéo á thì bạn lưu ý nè. Đó, cái này kéo di chuyển á thì nó sẽ di chuyển từng cái. Bây giờ muốn chơi nhóm thành group lại thì bạn chọn từng đối tượng. Thí dụ thầy chọn đối tượng phần 1 nè, nhắn chữ ship, chọn chữ tinh học. Rồi, chọn cái gì? Chọn cái sáp, chọn ba cái luôn nè. Rồi đặt ở góc nè, góc bên trái, bên phải cũng được, nói chung ở góc nha. Nếu chuột phải bạn chọn group, bạn chọn group. Và nếu bạn không được, bạn lấy chuột phải nó không ra được chữ group vậy thì bạn vô trong format nè. Đó, nó có chữ group ở đây nè. Bạn chọn đây giùm thầy. Nói chung làm sao bạn chọn hết được các đối tượng mà bạn cần nhóm group lại với nhau. Rồi, sau đó cái này bạn kéo di chuyển nè. Nó di chuyển cùng thời đồng thời nè. Đó, rồi bây giờ bạn muốn cho đẩy cái chữ này xuống dưới này thì bạn vô cái format nè. What state bạn chọn chế độ sway để qua xung quanh hoặc là cho chế độ down để cho đẩy xuống dưới. Đó, đây, hoặc cái thin này. Nói chung là tùy theo bạn nha. Bạn muốn cho ở chế độ nào. Đó, đây, top bottom cho đẩy xuống dưới luôn. Nó tức là tùy theo mình muốn định dạng như thế nào. Rồi thì thầy vừa hướng dẫn cho bạn cái vẽ quạt hạch nè. Rồi cái vẽ sáp nè. Và nhóm group với lại cũng như chỉnh dạng cái phong format. Rồi các bạn thao tác lại khoảng 5 lần trên máy tính cá nhân. Rồi tiếp tục thì làm từ trên xuống dưới thôi, nó phụ thuộc vào đề bài người ta cho gì thì mình làm đó. Rồi thì nên thầy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn theo thanh công cụ nha. Rồi đối với cái phông chữ cỡ chữ này nãy thầy nói rồi, còn in đậm, in nghiêng, gạch chân, được chưa, gạch đường như thế nào. Nó thì ở đây có sẵn, coi mẫu làm. Rồi gạch nè, rồi nhỏ chữ lớn, được chưa. Rồi đây là phần giống như quần ạt các bạn vậy thôi, giống như quần ạt các bạn. Rồi rồi tiếp tục ở đây là cái gì đây, biểu tượng đầu dòng, số đầu dòng. Nó thì người ta yêu cầu sao làm vậy. Rồi rồi cái này là canh trái, canh giữa, canh phải, canh đều. Cái này nè các bạn nè, chỗ canh nè, coi nó dễ nhưng mà nhiều bạn bị mất điểm, nhiều bạn mất điểm và không hiểu tại sao mình lại mất điểm. Lý do đây, ví dụ như bài này, đề số 1 đây, canh đều, bà không để ý, bà không thấy nó, canh đều, canh đều, canh phải, canh trái. Đó. Cái này là canh trái bình thường nha, cái này canh trái nè, canh đều, canh đều. Đó. Đó. Bạn không có để ý thì bạn sẽ bị mất điểm, thì tuy nó không có nhiều, 0.25, 0.5. Nhưng mà nhiều cái vậy thì có thể bạn bị mất một điểm. Mà mất một điểm thì rất là tiếc. Nó không khó nhưng mà các bạn phải để ý. Nhớ nó thẳng bên nào là canh bên đó. Nó thẳng hai bên là canh đều. Thẳng ở giữa là canh giữa, thẳng bên trái, thẳng bên phải, nha, tùy thuộc vào đề bài. Rồi, còn đây là tô màu này là đây, tô màu này tô màu cho chữ thôi nha, một vài chữ, được chưa, một vài chữ đó. Còn đây là màu chữ, đây là màu chữ. Rồi còn cái này là tô màu, nhưng mà tô màu này cho paragraph nguyên một paragraph, một đoạn văn, một vùng đó. Đây đây các bạn nè, đó đây, tô màu cho một paragraph được, nó tô màu cho paragraph. Tay nãy thầy chưa tách nó ra nên nó còn ở phía dưới nên nó không thấy rõ. Đây này là tô màu cho chữ nè, đây bạn thấy nè, tô màu cho chữ nè. Nó rồi bây giờ tô màu cho paragraph nè, nó bây giờ nó là sự khác biệt. Rồi bây giờ đóng khung, nó đóng khung một vài chữ, nó border style nè,
Đó. Đây, bà nóng khung nè. Test là nóng khung cho chữ. Đó, còn bạn quét hết cái đồng bar nè. Nó và bạn chọn chế độ đóng khung và bar wrap. Thì đối bar wrap thì các bạn có thể chọn nhiều được. Đó, bar wrap thì chọn nhiều đường. Còn test thì có một đường thôi. Đó. Rồi đây là màu của đường đó. Rồi đây kích cỡ. Thấy chưa? Còn đây là màu. Màu nền. Đây là màu nền. Còn đây là đường viền. Đó, chú ý đọc kỹ coi coi người ta tô bar wrap hay là test. Bar wrap là nguyên một cái đoạn văn, còn test là một vài chữ. Rồi. Đó, đây, đây là đóng khung bằng bar wrap nè. Đây test nè. Nó chỉ có vậy thôi. Được chưa? Rồi này giãn cách được vậy thôi. Được chưa? Thì cái phần Word thẻ home có nhiêu đó. Rồi các bạn thao tác giùm thầy cái thẻ home khoảng 5 lần trên máy tính cá nhân. Chú ý giùm thầy là màu chữ, tô màu cho chữ, tô màu cho bar wrap và đóng khung bar wrap, đóng khung chữ, phân biệt rõ nha. Còn in đậm, in nghiêng, rồi canh phải, canh trái, canh giữa, canh đều gì đó thì đọc coi kỹ coi như sao, và làm tập làm khoảng 5 lần cho máy tính cá nhân. Rồi bây giờ nè, tiếp theo là cái thẻ insert. Thẻ insert các bạn thấy nè, có cover page, mấy cái này thì các bạn cũng không có quan tâm tới nha, không có làm tới. Payland là một cái trang trắng thôi, Payrest là tách trang thôi, Table là bảng. Nó bảng thì các bạn insert coi bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột thôi. Đây. Nó vẽ ra hoặc là bạn chọn insert ra. Đó, column, ví dụ như thầy 5 dòng 6 cột. Ok. Đây các bạn 5 dòng 6 cột. Rồi, và khi các bạn có bảng á thì bạn chú ý bạn có hai thẻ. Đó là thẻ design và thẻ layout. Design và thẻ layout. Chú ý nha. Đối với thẻ design á thì bạn chú ý giùm thầy nè. Đó, mấy thẻ table size nè. Đó. Rồi. Một cái nữa màu, tô màu thôi. Giống như bên tô màu của bạn ở trong cái phần thẻ home thôi, nó không có gì khác nhiều. Rồi, ở đây có cái khác á là nó có đường. Thì chú ý đường nè, thì thông thường á thì vẽ cái đường này xong rồi á, còn lại thì những cái đường còn lại á, thường á, thì sẽ thay đổi nó bằng cách thì vẽ tay. Bằng ví dụ như ở đây, thì chọn cái mẫu đường này. Rồi, kích cỡ, màu sắc thì vẽ tay. Nó qua đổi cái đường khác, ví dụ đường này. Đó, kích cỡ này. Màu màu xanh. Nó thì thường này những cái đường lợi thì sẽ vẽ tay. Ở nó không màu, ở không có đường thì bạn gần no bo đâu. Rồi bạn vẽ nó thì nó sẽ bỏ cái đường nó đi cho bạn. Nha. Đó, nó bỏ đường nó đi cho bạn. Nè đây. Nha, chứ không có gì khó. Rồi. Thì chú ý nha, còn bạn đóng khung bằng border này cũng được nha, nhưng mà bạn phải biết cách quét làm sao cho nó đẹp, cho nó đúng nha. Rồi coi đường nào nó trên, đường nào nó dưới, đường nào ở giữa này nọ, được chưa? Nó nhiều khi nó thầy thấy còn nó phiền ha. Nó. Rồi. Mà đơn giản bạn chỉ cần vô đây bạn vẽ từ từ ra. Rồi, còn thẻ layout. Thẻ layout thì ở đây các bạn có gì chèn thêm cột, xóa cột gì đó. Được chưa? Gộp ô, tách ô. Rồi, ở đây có 9 ô này. Thì cái vị trí của chữ. Vị trí của chữ nằm trong cái ô đó, nằm ở vị trí nào cho đúng. Được, ở đây có 9 chữ, 9 vị trí ha, có 9 vị trí nè. Trong thẻ layout nha, trong thẻ layout. Rồi, cái hướng chữ. Nó không có khó gì lắm. Thì chú ý có bảng thì các bạn có hai thêm hai cái thanh công cụ đó là design và layout. Rồi, tiếp theo là hình. Hình thì bạn chèn hình vô thôi. Đó. Yeah. Đó, thí dụ bạn chèn một cái hình nào đó vô. Đây. Yeah. Thì cứ chèn hình bình thường đó. Nó chèn hình vô thôi. Rồi khi bạn chèn hình thì nãy bạn thấy nè, bạn có thêm thanh format. Nó, bạn có format nha.
Đó thì đấy, các bạn có gì tăng độ mờ sáng à gì đó lên, còn nếu không thì cứ chèn thôi đó. Còn nếu quan tâm khung đồ kia thì quan tâm thêm này, còn nếu không thì bạn quan tâm chỉ quan tâm cái white space thôi, cái chữ và cái hình được sắp như thế nào đó, cái chữ và cái hình được sắp như thế nào đó, thí dụ square để qua xung quanh vậy thôi đó. Còn nếu không thì bạn cứ làm bình thường, đừng quan tâm đấy. Thì ra mấy cái này thích thì tìm hiểu thêm, còn nếu không thì bạn chỉ quan tâm nhầm thầy cái gì, cái chế độ SWOT test, RAP test này thôi đó, tức là chữ và hình được sắp xếp như thế nào, chữ và hình được sắp xếp như thế nào, chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi còn cái sáp thì nãy thầy chỉ các bạn vẽ rồi đó, thì đây tùy thầy thuộc vào người ta cho bạn vẽ cái sáp hình nào đó, thì mình lựa chọn mình vẽ giống người ta. Và nếu có chèn chữ đồ ghi đó vô thì coi chèn chữ vị trí nào thì lít chụp phải rotate đó này, nó chèn chữ lít chụp phải nè, aspect nè đó, hoặc là gì bạn vẽ một cái text box để bạn chèn vô và nhớ nhấn group lại, và nhớ khi bạn vẽ cái text box cái sáp này, bạn vẽ cái sáp này thì bạn chú ý bạn có thể format nhé, bạn có chú ý bạn có thể format, lưu ý thêm chỗ này. Rồi Smart Art này là giống như bên bó bôi các bạn thôi. Nó tức là bạn tạo một cái mục lục nó. Rồi nó trình bày báo cáo trong cái bài văn các bạn có những phần gì. Nó. Rồi. Còn bản đồ thì vẽ thường bên vẽ bên Excel. Nó còn Word muốn vẽ bản đồ thì bạn cứ nhấp đại một cái bản đồ, nó sẽ nhảy cho bạn một cái bản đồ ngẫu nhiên. Nó nhảy cho bạn một cái bản đồ ngẫu nhiên. Đó, và số liệu bên Excel thôi. Rồi con này là chụp màn hình, chụp màn hình nó like liên kết, liên kết thì bạn nhớ là dùng cái gì để liên kết, ví dụ như bạn dùng cái hình này bạn liên kết đến đâu, nó liên kết đến một cái file, một trang web, liên kết đến cái trang nào đó, header footer hoặc là đoạn văn nào đó trong cái Word của mình, được chưa. Rồi tiếp theo command, tức là trong Word mình có những cái nội dung. Những cái nội dung mà muốn chỉnh sửa gì đó thì bạn đây chọn command nè, thì bạn ghi nội dung ở đây, rồi sau đó người ta sửa rồi cái xong thì nó xóa đi, thì xóa thì bạn vô cái phần review, các bạn chọn delete nó, insert nè, command nè, nó bạn sẽ ví dụ sửa nội dung gì đó vô đây, bạn ghi ở đây thì khi đó người ta sẽ đánh dấu, người ta thấy nè, nó người ta sẽ sửa cái nội dung này theo yêu cầu, và sửa xong thì người ta vô cái phần review này, người ta xóa nó đi. Được. Rồi tiếp theo là header footer, tức là trên là giữ đánh số trang. Nó thì bạn có thể chọn header footer đây. Nó hoặc bạn chọn edit. Nó hoặc là đơn giản nhất là gì? Bạn nhấn đúp vô header footer. Được chưa? Đó, ví dụ header bạn ghi chữ tin học 55. Rồi, phía dưới bạn ghi là hướng dẫn là cho Minh Hoàng. Đó, và đánh số trang thì các bạn có header footer nè, đây bay number đánh số trang nè, đó đây đánh số trang ở bottom nè bên đây. Rồi bạn thấy đây là khi chèn vô nè thì mất cái chữ cho Minh Hoàng đi, thì bạn đánh lại nó, rồi này có tab rồi đó thì bạn xóa đi cho nó canh lại qua phải gì đó, rồi nhấn tab cho nó nhảy qua cho đúng, cho những cái tab rồi cái thôi, nó nhấn phím tab tab cho bằng phím đó, hoặc là cái phím mũi tên, hai mũi tên á, hai mũi tên á đó. Đó giờ cái phím đó nằm bên tay trái từ trên điểm xuống cái thứ ba, từ trên điểm xuống bên tay trái cái thứ ba, rồi đó là phần đánh số trang, header footer nó tùy thuộc vào người ta yêu cầu, format number này đánh số trang từ bao nhiêu đến bao nhiêu gì đó, người ta coi người ta yêu cầu gì, còn nếu không thì bạn cứ bật cái chế độ là đánh số trang lên giùm thầy được rồi. Rồi còn bạn muốn chỉnh thì kích cỡ rồi cái header top bottom kích cỡ bao nhiêu đó, 0.5 inch rồi cái đó thì bạn chỉnh ở bên đây giùm thầy. Tức là cái khoảng cách này nè, cái khoảng cách của footer header nè, cái khoảng cách này nè, 0.5 inch nè. Đó, ở đây là 1.27 đó, tức là 0.5 inch đó các bạn. Đó, rồi bạn chèn hình trong đây hay muốn chèn cái gì đó thì ở trong cái header footer này nó có hiển thị cho bạn. Đó, thí dụ bạn muốn chèn thêm một cái hình ở dưới này. Đó, thí dụ thầy chèn hình nhỏ ở đây nè. Đó. Do cái hình nó bị lớn quá nó bị mắc nè, được chưa? Nó thì bạn có thể thay vì chèn hình đó
thì bạn có thể chèn những cái khác nó đơn giản hơn đó, ví dụ như là bạn chèn ngày tháng rồi vậy thôi. Mấy cái này thì nó sẽ hiển thị tốt hơn cho bạn chèn một cái hình. Nói chung là chèn một cái gì đó theo yêu cầu. Rồi text box thì nãy thầy nói rồi, nó vẽ một cái text box nhỏ ra thôi, bạn viết chữ vô. Rồi còn word art thì nãy thầy nói rồi. Đó, word art. Thì word art thì nhớ nè. Này, thì chú ý giùm thầy khi có word art đó. Thì chú ý nè. Chú ý bạn có format nè. Đó. Còn đối với cái trường hợp mà cái chữ nghệ thuật nè, này thì các bạn có thể làm giống hoặc là tương tự. Giống hoặc là tương tự nha, chứ đừng có ngồi đó vì một cái phông quạt ạt mà ngồi đó bạn kiếm mất hết 15 phút thì nó không đáng. Hả, bạn kiếm trong vòng 1 phút thôi, kiếm không có thì bạn làm tương tự. Hình ảnh, symbol, biểu tượng đầu dòng, quạt ạt, bạn được quyền làm tương tự hoặc thay thế. Bạn được quyền làm tương tự hoặc thay thế nha. Rồi. Rồi tiếp theo rock cap. Rock cap này thì nó là chữ lớn đầu tiên của đoạn văn. Đó, chữ lớn đầu tiên của đoạn văn thì ở đây các bạn cứ quét chọn nè. Sau đó bạn rock cap thôi, có nó insert rock cap nè, rock cap option. Đó, rồi bạn coi coi muốn xuống mấy dòng mấy đoạn gì đó, xuống mấy dòng. Thí dụ xuống 3 dòng, xuống 4 dòng chẳng hạn. Ok. Đó, rồi chút xíu cái rock cap này trong trong column thầy thì nói sao nha. Đó, thầy cái này thầy đang nói rút cáp bình thường thôi. Đây bạn coi nó xuống mấy dòng nha, hoặc nó xuống hết tùy. Rồi Awasan công thức toán học. Thì đối với công thức toán học thì bạn nhớ nè, nếu công thức nó ngắn thì bạn ngồi đó bạn chèn insert. Rồi bạn coi coi nó là gì, thí dụ như tích phân. Đó, thí dụ như tích phân. Rồi chèn tích phân vô, rồi tới đó gì nữa, chèn từ từ. Còn nếu có dài quá, dài quá nha, thì bạn insert, bạn chèn đại giùm thầy một cái công thức đại đi. Đó, rồi đi qua khác làm. Chứ đừng ngồi đó mò từng cái từng cái từng cái. Được chưa? Bạn chỉ một phần định dạng, một dạng định dạng bạn chỉ tốn có 20 giây đến 30 giây thôi. Một cái định dạng bạn tốn 20 đến 30 giây thôi. Nó hoặc tối đa 1 phút chứ bạn không có nhiều thời gian. Đó chứ không phải bài muốn làm sao làm. Nó mỗi cái đều có thời gian nhất định. Nó thí dụ chèn cái cơ toán học này bạn chèn gì? Tối đa là 1 phút, không được nhiều hơn nữa. Nó rồi còn nếu là những cái biểu tượng đặc biệt thì bạn vô insert, các bạn chọn symbol và bạn vô more symbol như này, symbol more symbol, và bạn kiếm trong cái Windows này thôi, kiếm trong cái thẻ Windows thôi. Biểu tượng đặc biệt thì bạn chỉ kiếm trong thẻ Windows nha, không kiếm ở đâu nữa nha, chỉ kiếm trong Windows đó. Trong vòng 30 giây kiếm không có tìm khác thay thế. Hình ảnh, symbol, biểu tượng đầu dòng, quạt ạ được quyền làm tương tự hoặc thay thế. Hình ảnh, symbol, biểu tượng đầu dòng, quạt ạ được quyền làm tương tự hoặc thay thế nha. Đấy nha. Hình ảnh, symbol, biểu tượng đầu dòng, quạt ạ được quyền làm tương tự hoặc thay thế. Và nhớ đối với biểu tượng đặc biệt thì bạn chỉ kiếm trong thẻ Windows. Kiếm trong cái thẻ Windows thôi, trong phòng Windows nha. Không kiếm ở phòng khác nha, chỉ kiếm duy nhất trong phòng Windows này thôi. Nha, chỉ kiếm trong phòng Windows. Rồi. Các bạn thao tác thẻ insert cho giùm thầy khoảng 3 đến 4 lần trên máy tính khác nha. Rồi bây giờ tiếp theo cái thẻ đó là thẻ design. Thì đối với thẻ design những cái mẫu đem này thường các bạn thường quan tâm nhiều. Đó các bạn không quan tâm nhiều. Đó. Rồi color này cũng màu sắc của Word này nó thôi, cũng mình không có dùng tới. Rồi font này thì cái thẻ hơn mình làm rồi. Giờ khoảng cách đầu kia này thì ở đây các bạn click chuột phải bar graph rồi. Ok. Rồi, những cái này thì các bạn hầu như các bạn không có dùng tới. Rồi còn cái watermark là cái chữ M phía dưới. Nó chữ M phía dưới đó thì các bạn chọn watermark, các bạn chọn tâm. Rồi. Picture. Nếu bạn muốn chèn hình hoặc là đánh chữ. Rồi cái ngôn ngữ bạn dùng, cái chữ nội dung, thí dụ bạn ghi đây là chữ phần 1. Đó. Phông chữ thay Roman. Đó, phông chữ các bạn dùng thay Roman chẳng hạn. Rồi, size chữ thì bạn có thể để auto hoặc là bạn chọn màu chữ nếu có. Rồi, cái này là in xéo, in ngang. Cái chữ nó xéo xéo vậy nè, hoặc nó ngang. Được chưa? Apply. Đó, thì để chế độ xéo nè. Còn nếu bạn muốn chế độ ngang thì này. Đó. Vậy thôi. Rồi còn cái base color tức là màu nền của
của cái tờ giấy. Màu nền tờ giấy ta màu trắng đẹp muốn chết, tự nhiên đổi màu nền chi. Đó, nhưng mà lỡ nha, lỡ xui xui. Lỡ xui xui nha, thì bạn nhớ cũng nhớ giùm thầy bay color nằm trong thẻ design. Đó, bay color trong thẻ design. Đó. Rồi thí dụ bạn muốn đổi màu xanh. Chẳng hạn. Ta màu trắng đẹp muốn chết. Đó, tùy. Rồi, bay border đóng khung. Hồi nãy các bạn đóng khung là gì à? Hồi nãy các bạn border setting á, border setting á, đóng khung các bạn đóng khung cho chữ hoặc là cho paragraph. Còn này đóng khung cho một tờ giấy. Bay border. Nó thì bạn chọn bình thường đó. Bạn muốn chọn cái nào đó bạn chọn. Rồi cái đường nào bạn muốn. Rồi màu sắc kích cỡ gì đó. Được chưa? Rồi hoặc là bạn chọn cái hình, những cái hình mặc định này. Ok. Vậy thôi. Rồi thẻ layout. Thẻ layout thì nãy mình đã học rồi. Nó bao gồm gì đây? Begin nè. Ok này là style, là column. Rồi mình có cái phần column. Rồi đối với column chữ cột. Chữ cột. Đó. Bây giờ thì giả sử nhé. Thì giả sử thì enter xuống rồi này. Tách trang nó ra nha. Đây. Thầy cái đoạn này ha. Rồi, đây cái đoạn này thầy gồm có 4 dòng. Được chưa? Rồi, khi đó bây giờ là bạn quét nè. Bạn quét chọn giùm thầy nè, hết 4 dòng nè. Quét vừa đến ký tự cuối cùng. Nha, vừa đến ký tự cuối cùng như vậy nè các bạn. Còn nếu bạn quét vậy gọi là quét dư nha. Quét dư, quét dư nha. Dư một khoảng trắng nè. Đó, bạn quét đến ký tự cuối cùng. Rồi nếu bạn quét dư á. Đó, nếu bạn quét dư nè. Đây. Quét từ trên xuống nha, nếu quét dư nè. Thì bạn nhấn giữ shift. Nhấn giữ shift nè. Rồi mũi tên quay lại vô. Đây. Shift mũi tên quay lại. Thiếu nè. Shift mũi tên tới. Dư. Shift mũi tên quay lại. Nha. Shift mũi tên quay lại. Đó. Rồi quét vừa đủ đến ký tự cuối cùng. Rồi sau đó bạn kêu play out column. More column. More column. Rồi chia làm 2, làm 3, bên trái, bên phải gì đó. Rồi có đường line thì check vô. Ok. Rồi sau đó bạn muốn gì? Tạo drop cap. Đó thì bạn quét chọn. Nhớ là chia cột xong rồi mới tạo drop cap. Quét chọn nè. Insert nè. Đó, drop cap. Nha. Nhớ chia cột rồi mới tạo drop cap, không làm ngược lại. Nhớ là chia cột rồi mới làm drop cap, không làm ngược lại. Nha, nhắc lại một lần nữa là chia cột rồi mới làm drop cap, không làm ngược lại. Rồi bây giờ giả sử thầy muốn ngay chữ N này drop cap ngay chữ N này. Thì bạn thấy drop cap không được. Nha, drop cap gì xơi. Và bạn nhớ giùm thầy, drop cap là chữ đầu tiên của đoạn văn. Là chữ đầu tiên của đoạn văn. Nó đây giả sử thầy tô màu đây. Enter. Đó, thầy enter để tách thành đoạn văn mới. Enter để tách thành đoạn văn mới. Được nha. Enter để tách thành đoạn mới. Rồi sau đó bạn tạo drop cap bình thường. Insert. Drop cap. Nha. Nhớ giùm thầy, drop cap hay gọi là chữ lớn đầu tiên của đoạn văn. Nó phải là chữ đầu tiên của đoạn văn nha. Nó phải là chữ đầu tiên của đoạn văn. Nếu chưa phải đầu tiên đoạn văn thì bạn enter xuống để tách thành đoạn văn mới. Đó, nếu chưa phải đoạn văn thì bạn chữ đầu tiên đoạn văn thì bạn enter để tách thành đoạn văn mới. Rồi, còn mấy cái hình đồ game mấy cái này thì đây. Đó, nha, nó cũng không có gì. Nó chỉ là cái giống như trong cái nãy các bạn trong format á, các bạn đã có rồi. Đó, nên này mình không nhắc lại. Rồi, các bạn thao tác giùm thầy thẻ design và thẻ layout vô giùm thầy. Thẻ design và thẻ layout. Khoảng 3 đến 4 lần cho máy tính cá nhân nha.